tập nguồn gần đây em buổi chiều em đi đạp xe là em hay đạp xe xuống tận xo sở đấy anh ạ. Làng điểm cổ, đất cổ, người ta ở mở dưới mặt cho giải hai đấy anh ơi. Nguyễn Thế Thắng đang vào bánh giải hai. Em cảm ơn bác Khẩm Đức nhá. Giải này cũng to đấy anh ạ, 25 triệu. Em nghe em bán là 25 triệu. Giải nhất 25. Còn cứ lùi rồi thôi 25. Hai đôi chuẩn bị khắp trọng tài, chuẩn bị trận đấu. Bắt đầu. Bắt đầu. Tuyệt vời quá, buổi chiều hôm nay Hoàng Trìu mới live stream được 28 phút nhưng mà đã có 300 mắt xem, 300 bác yêu quý Hoàng Trìu đang xem phát trực tiếp của Hoàng Trìu. Tuyệt vời rồi các bác ơi. Như thế là hai vợ chồng Hoàng Trìu đã đủ tiền xăng để về Hà Nội rồi, tối ngày hôm nay rồi. Các bác cứ vào xem đi. Các bác nhớ bấm like ủng hộ Hoàng Trìu nhé. Kênh Đất và Người. Ra ngoài rồi, hai đô vật nước dưới. Trận đấu tiếp tục. Đô Cố Xanh thì chắc chắn là không phải đối thủ của Nguyễn Thế Thắng rồi. Vì kinh nghiệm thi đấu của Nguyễn Thế Thắng là tốt hơn nhiều. Mặc dù Nguyễn Thế Thắng thì cũng đậm con ngang của Đô Cố Xanh nhưng mà Đô Cố Xanh sẽ không có cơ hội chiến thắng được Đô Nguyễn Thế Thắng là quá ít. Vâng, cháu chào chú Đang nhá. Em chào bác Phạm Minh Huệ. Nguyễn Thế Thắng đang tấn công rồi. Chắc chắn là thắng, yên tâm. Quá hay rồi. Là chào một tay cho chào một tay ơi. Thắng đi, Thắng ơi. Rồi, giải quyết nhanh gọn thôi. Rồi, vào thế rồi, không thoát được đâu. Rồi, không thoát được, không bao giờ thoát được. Không thoát được. Hơi siết cổ một tí. Rồi, một ghi một lúc nữa là thua. Ghi một lúc nữa là thua. Rồi, Thắng ơi, cố lên. Thắng ơi, cố lên. Không siết cổ, bán đây mà, bán mách mà. Thắng cũng là biết thi đấu và thi đấu nhiều nên là biết. Thôi chết rồi. Chỉ vì là sải tay của Thắng hơi ngắn nên là rất là khó để ấn xuống Đô Cố Xanh xuống. Rồi, Thắng rồi. Chưa thua mà đây là một đòn quá tay. Rồi. Các trọng tài chúng ta ơi, hai đô chúng ta cũng hiểu ý khi trọng tài nhìn thấy miếng mà nó có nguy hiểm đến đối phương thì trọng tài sẽ dừng trận đấu. Sẽ cắt đô rằng đô có đỏ đang lại thế thì chúng ta cũng phải nhìn rằng theo đúng thực tế của trận đấu thì đô có xanh đang có vấn đề nguy hiểm. Phần thắng sẽ nghiêng về Nguyễn Thế Thắng được các bạn. Không phải lo. Hai đô tiếp tục thi đấu. Anh em không phải lo lắng. Cứ bình tĩnh. Trước sau thì ông Đô Nguyễn Thế Thắng mang áo đỏ sẽ giành chiến thắng. Mai mùng mới cặp đây này, cho điện thoại lên xem đó. Trận thi đấu ở đầu lèo 2 giữa Đô Nguyễn Thế Thắng áo đỏ gặp Đô Nguyễn Văn Nam Sóc Sơn Cổ Xanh. Nam Sóc Sơn. Đô Nguyễn Thế Thắng trưởng thành từ lò vật phùi trận của quê hương Quảng Ninh. Chưa nổi, mới nổi một chân. Mới nổi được có một chân. Rồi, làm sao sang sau rồi. Sẽ làm gì đây? Góc được một chân rồi. Xoáy vào phát, đây là đúng đòn là thắng luôn. Đúng đòn là thắng luôn. Đúng đòn rồi, riêng thắng mà ôm được một chân, thắng xoay thì chắc chắn là chết. Kể cả là những cái đô gọi là to và nặng hơn thắng. Đô Nguyễn Thế Thắng khối đỏ ghi thắng ở đầu là hai. Những cái đô mà to và to con nặng cân hơn và người dài hơn thắng, nhưng mà để thắng cầm chân thắng xoay thì đều nổi hết các bác đô, và đều lấm lưng hết. Chắc là các bác xem video của Hoàng Trìu các bác cũng chứng kiến rất nhiều pha và Nguyễn Thế Thắng đánh cái đòn mà cầm chân và dùng một cái đòn đây nó giống như là một cái đòn là con cá sấu ấy, con cá sấu cuốn mồi các bạn ạ. Rất hay. Ở giải 2 của Nam. Thôi đành phải không được đô rồi. Chấp nhận đen ra tí các bác nhá. 808 bác rồi. Hai đô bảo ghế. Vâng, cảm ơn bác Luyện Đức nhá. Bấm cả ba điện thoại, bấm đăng ký kênh giúp em nhá. Bấm like, bấm đăng ký kênh để em hoàn thiện kênh và em phát triển kênh anh ạ.
những cái nút bấm phải nói là với các bác thì nó là chỉ là một nút bấm điện tử thôi, không ảnh hưởng gì, nhưng mà nó tạo lên một cái uy tín kênh của em rất là lớn. Và mỗi khi mà hai đô nghe lệnh chống xe này. Vâng, theo như Vân Côn Kinh. Vâng anh ơi, hy vọng là các bác hoan hỉ thì chiều nay em sẽ được hơn 1.000. Xanh kia là Nam của Cát Quế. Vâng, em cảm ơn bác Nguyễn Tiến Dũng nhá. Vâng, em sẽ xin rút kinh nghiệm xuất sắc về cái vấn đề này. Lúc em chi nói thì mình cũng dừng lại, mình không nói nữa. Cũng đúng anh ạ. Hai đô dần đây. Cốc trà tài dần đây. Chào bác Nguyễn Văn Trung nhá. Chúc bác một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Vâng, em cũng có sao nói vậy thôi. Có cái gì các bác cứ phải chỉnh đốn lại cho em để em hoàn thiện dần. Theo vật giải hai của nam mà theo vật giải hai của nữ giữa đô Phạm Ngọc Hoa Hải Phòng nữ gặp đô Tư Ngoài Anh Bắc Lạng Dương theo hai đô chuẩn bị cho một. Nguyễn Thế Thắng, ông đô Nguyễn Thế Thắng đang gặp một ông đô Phố Xanh. Nếu về cân thì ngang nhau, nhưng mà về sải tay, về chiều cao thì Nguyễn Thế Thắng đang bị thiếu hơn. Sao rất hiền các bác ạ. Ngô Thế Sao hiện tại hôm nay rất hiền. Lại nhường anh Tân rồi. Vào anh giải ba thì phải nói là nếu mà nhất giải ba thì có thể lên đánh giải nhì. Vào đánh giải ba thì phải nói là khó cho lực ở giải ba. Khủng rồi. Nắng tầm này rất tốt cho sức khỏe. Chào bác Nghĩa Đô. Thôi, lại không được xem Tân với Sao phá nhau ở giải nhất các bác ạ. Ban tổ chức đang nói là Sao giữ giải ba. Trận đấu tiếp tục. Có đánh ở đâu chú? Thắng có đơn, thắng thì thắng rồi thì còn lên được làm nữa. Thua mới được đánh xuống thôi. Chú hả? À thế à? Vẫn cho cả đánh xuống đánh lên à? Có chứ, nhất giải 3 thì được đánh giải nhì. À. Mà nhất giải nhì được đánh giải nhất. Giải nào có Sao với Đình Long? Anh em khác không có giải. Sao hôm nay chắc nhường Tân. Vâng, chắc là Sao hôm nay cũng phải lại quả Tân vì cái hôm Tiêu Sơn cũng khổ thân cho Tân hôm đấy. Hôm Tiêu Sơn chứ chú? Tiêu Sơn là Đình Quán nhỉ? Tiêu Sơn Đình Quán này vâng. Nếu mà xem ở đây vâng, bác kia đồ, thắng vẫn đánh lên. Vẫn đánh lên thì cơ hội để gặp giữa Sao với Tân vẫn có các bác nhé. Vẫn có cơ hội để đánh. Các bác bảo em tia nhưng mà hiện tại ở sân sới nó thật hôm nay là công cấp chú rất đông. Còn gái đẹp chưa nhìn thấy ai luôn. Thật luôn, em thề luôn ấy. Ở đây mỗi em là đẹp nhất. Đấy. Hello chị Hoa nhé, em chào bác Phạm Hà nhá. Chúc bác buổi chiều tràn đầy năng lượng. Hội từ hôm nào vậy Hoàng Chiều? Hội từ hôm qua anh ơi. À vật từ hôm qua và hôm nay em mới đến anh ạ. Ồ thì Sao vật, Sao được Tân, anh Tân chuyên đội đầu tuyển kinh nghiệm cao hơn. Vâng, ok, thế về hoan hỉ cho Tân rồi. Nếu mà Sao mà không ăn được Tân thì quá tuyệt vời. Thì giải nhất vẫn nó thuộc về Tân thì cũng được được anh ạ. Hai của nam là theo vật giải hai của nữ, Phạm Ngọc Hoa Hải Phòng nữ gặp
Dương Hòa An, Trần Thơ Theo, hai đôi trở về cho phòng. Để cho phòng cô có đảo. Hôm nay đen này chứ. Đẹp. Hai đôi vào chiến đấu. Trận đấu tiếp tục. Ngồi góc này đẹp chứ hả? Ngồi ánh nắng, ánh đẹp như này mà. Đây tự nhiên lên hơn 5-800 mát rồi. Hôm qua. Đâu? Hôm qua tôi đi sang bên này về. Rơi cái điện thoại này vỡ. Thế thay chưa? Rồi thay rồi. Rồi. Rồi thế là ngon rồi. Thay tạo cái màn hình này rẻ tiền. Sao lại vỡ? Ngã hay rơi? Rồi. Nhưng mà chú phải mua cái ốp vào. Cái này chú không dùng ốp thì chả vỡ. Không, mua ốp mỏng thôi. Hai đội thi đấu chơi rồi. Thi đấu tiếp tục. Hai đội thi đấu tiếp tục. Vâng, được lên xuống anh ạ. Em hỏi ông bổng được lên xuống. Thu anh lên được lên xuống. Thực ra thì theo như Hoàng Triều phán đoán thì phần thắng vẫn nghiêng về Nguyễn Thế Thắng rồi các bạn. Vì ông Đô Nguyễn Thế Thắng sang năm nay phải nói là có một tí thịt rồi, có một tí mỡ rồi. Thế là không nhẹ như mọi năm nữa. Và năm nay kinh nghiệm thi đấu của Nguyễn Thế Thắng thì khá là tốt. Nếu như các bác xem thì xem một số cái giải thì Nguyễn Thế Thắng giữa giải nhì giải ba cũng vẫn là có giải đấy các bác. Ấy thấy chưa? Khán giả là cũng đang bắt thắng là kèo dưới, nếu thắng 200.000 mà lia gái ở hội thì nó bác tổ chức chúng tôi luôn đây. Công nhận anh Hương ơi. Bàn trợ của các Mạnh Thường Quân nếu cảm thấy trận thi đấu nào đô vật nào đẹp hoặc là mình chưa thích có thể trở thắng. Anh Hưng ạ, đôi khi nhìn thấy gái đẹp là chỉ dám liếm mép thôi chứ không dám nhìn anh ạ. Gọi là liếm mép nước bọt thôi, không dám nhìn đâu anh. Nhìn vợ nó vả cho thật đấy. Vâng, em cảm ơn bác Nguyễn Thơm nhé. Vâng, hôm nay nét hơn, quá tuyệt vời luôn. Đây. Cặp đôi Nguyễn Văn Linh, Sắc Sơn, hai đôi tiếp tục. Thắng và Linh. Hy vọng rằng phần thắng sẽ nghiêng về ông Nguyễn Thế Thắng. Vì nghe cái tên rồi nó là thắng rồi các bác nhé. Anh Khải chấm thắng mấy điểm anh Khải ơi? Em chấm thắng khoảng 7-3. Phần thắng sẽ nghiêng về Nguyễn Thế Thắng 7. Nghiêng về Đô Linh 3. Có ghi Thái xin vào đánh giải 2 và đánh thắng. Rồi. Xa xa kia là ông Đô Thái đang xin vào để phá giải rồi. 923 đang xem. Cố cho em thêm 80 bác nữa thì đẹp. Hai rồi. Xin mời hai đôi bạn chơi tới. Nhưng mà bé nó vào 100. Tiếp tục. Trong trường phần giải 2 của nam là trong phần giải 2 của nữ giữa Đô Nguyễn Kim Anh Bắc Giang Mã Nhất Thắng. Các bác đang xem thì ai có số của Long mà gọi Long về đi. Sáu bốn cho Linh. Ấy giờ chưa? Linh được đánh giá cao thế anh. Em để là tính là 7-3 cho thắng. Thắng thì bị bé hơn Linh. Về cân nặng và chiều cao. Doraemon hết vào công rồi. Doraemon hết vào công rồi. Nó xanh đứng dưới không phải đâu anh ơi. Hôm nay nóc nhà đang mặc áo vàng anh ạ. Lên ảnh anh này lên 1.000. Ảnh này lên 1.000. Ok, sắp 1.000 rồi anh ơi. 892 rồi. Long đang ở phần đèn ngôn, ok anh. Không, xin kết lạc, tôi đã bó tay và bố tay đâu. Không được, bỏ đi, không bánh được. Bỏ với kỳ lực chân như kia làm sao mà có thế mà bố cần này. Kiểu đi thắng hất đầu này. Đấy, may thế. Thực ra là
thắng nó giờ đấy. Nó mà coi cho nên hất đầu là nó lại biết đòn rồi. Hiểu không? May ấy, chứ còn nếu mà Đô Linh mà không tỉnh táo vào đấy là dễ là thắng hất quả lại ngon. Hôm qua cháu quay được 3-2 như thế. Những ông Đô rất là nhỏ con thôi. Nhưng ông kia hôm kia tưởng thắng rồi hả? Kéo gó rất mạnh nhưng cuối cùng cái sới này là không thể nào mà tại sao công nhận được. Nó phải cứ thằng cứ từng thời tây làng cháu này làng cháu và đình làng cháu là cũng là từ cái thời cháu còn bé ấy là đã có sới vật rồi chú ạ, vật và đắp đất nó đắp cát này đấy, đánh hay lắm. Riêng mà về quê là cháu xem vật gần như là dân làng vật đã thừa đô rồi. Lâm Hưng là mình hay xuống cái làng Đông Tiến. Vâng. Mà vật vui lắm. Đông Cát. Vâng. Vật vui lắm. Quê cháu vật vui. Làng anh là làng nào? Mình là Đông Hưng thôi. Vật là nó mười bác rồi, cố lên, 90 bác nữa là hoàn thành nghĩa vụ của chiều ngày hôm nay. Hôm nay là vợ với con trai con gái giao là nay phải đi lại phải đủ 1.000 mới cho về, mà hiện tại hôm nay đang được 80 bác rồi, 920 bác rồi, 80 bác nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Long lâu quá chú Đăng ơi, Long đang đánh ở bên kia chú Long ạ, đang trên kênh của Đỗ Xuân Lập nha chú nhá. Chú thỉnh thoảng chú chạy qua kênh của em Lập. Tiểu Đô Đỗ Xuân Lập ngó xem Long đánh đến đâu rồi. Hôm nay cháu ở đây Lập ở bên đấy. Nguyễn Thế Thắng ngày một chiều này. Rồi, úi trời đấy, đấy. Đấy cũng là một đòn của Thắng. Nhưng mà Linh khôn, Linh thoát được. Thắng hất của đấy hay phết. Rất hay. Hai đô thật. Rất hai đô giả. Giá này gặp Long. Lại cái kẹp Long lấy lại, này lửa luôn. Mấy đồ đấy hay vật ở bên đấy. Chia nhau ra thôi chứ không một nơi thì đông quá, một nơi thì ít đô quá các bạn. Hai đô khẩn trương ra miếng thi đấu nhanh. Vâng, có khỏe ạ. Chung kết được không? Liệu Nguyễn Thế Thắng ở chúng ta có làm gì được trong trận đấu này không? Hai đô khẩn trương tới. Trận đấu tiếp tục. Tiếp tục. Bây giờ là hai ông Đô đang đánh sang hiệp thứ 3 này các bạn. Chưa biết là ông Đô nào sẽ có sức bền tốt hơn. Trên video này có một số bác bình luận là ông Đô Linh sẽ giành phần thắng 70%, 30% nhường cho ông Đô Nguyễn Thế Thắng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì theo như cách đánh, đòn đánh và miếng đánh thì tôi nghĩ là Nguyễn Thế Thắng sẽ là 73 các bạn ạ. 7 phần thắng nghiêng về cho ông Đô Nguyễn Thế Thắng. Vì là ông Đô Nguyễn Thế Thắng nhiều đòn hơn, nhiều miếng hơn. Ông Đô Linh từ đầu giờ chưa thấy ra một miếng đánh nào luôn. Rồi, bốc nổi không? Rồi, không rồi. Kéo bó rồi. Thắng rất khôn. Nổi chân lên, Thắng ơi. Túm được một chân nữa đang nổi. Rồi, ôi. Rất tiếc cho ông Đô Thắng. Nói có sai đâu. Nói có sai đâu, chú thấy không? Đấy là bài là Thắng ơi chú ạ. Mời hai đô và dân tới như tôi công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vâng. Chỉ cần tấn công thôi là trận thi đấu giải nhì theo thứ nhất do Thế Thắng trang phục màu đỏ. Đúng là hai con chân này là nổi chân ngay. Kéo ra một đạo là kéo lên. Mất chủ bát là lăng ra đôi.
tuyệt vời thì ông Đỗ Nguyễn Thế Thắng. Anh vậy như thế, nhỏ con hơn, thấp hơn, nhưng mà kinh nghiệm thi đấu tốt hơn và kỹ năng thi đấu tốt hơn thì vẫn là giành chiến thắng. Chiến thắng quá hay. Thế này. Nhìn dưới người kia ngồi giống như kiểu Tùng Lâm. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Tùng Lâm à? À, không phải. Đấy là Dũng. Dũng ở Ninh Hiệp. Không phải. Đây cơ mà. Đây, đây, ngồi bên này này. Đấy, nhìn đi sao, nhìn đi chưa? Chính quý các bạn, bạn trai đô một trang hấp tinh. Hai đôi chuẩn bị sắp trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Đấy là ý của đô thị của Cát Quế hôm trước đánh với lại đô Cát Quế đấy. Hôm trước đánh với Long cũng rất là giả dơ đấy. Tấn công rất máu luôn. Nhảy thế nhỉ. Nói là này thằng đánh rất hay các bạn. Đáng khen cho Nguyễn Thế Thắng. Cái nước mía kia của Hoa của người ta. Trận đấu tiếp tục. Thơ đúng rồi, Đô Thơ không có biết đánh anh nhỉ. Thơ đánh cứ chầm chầm. Hết pin. Đấy là gióng đấy ông nhỉ, đúng không? Gióng. Vâng. À gióng cũng có vật không? Có chứ. À hay đấy. Có gióng có cả đánh trận nhỉ? À thế à? Thế thì cũng ở hết năm, hết giữa năm rồi. Cũng xem vật cho giữa năm. Nhưng mà giữa năm. Trận này chắc là vẫn là Nguyễn Thế Thắng thôi bác Hành An ơi. Xem mỗi hàng chiếu vật nam nữ hoa chiếu vật mới hay không anh ơi, cái vật đấy không xem được đâu anh ơi, vật đấy xem là bị cấm đấy. Em cũng rất thích các đồ vật của Cát Quế thi đấu anh ạ. Vì là Cát Quế là cũng gần nhà em. Cũng trên triển đê. Kim Anh Nhí tháng rồi. Kim Anh đang giữ giải nhất đấy chứ. Còn Hoa giữ giải nhì. À, Kim Anh nhị tháng rồi, đúng rồi chị ơi. Chiều là đi qua trên nghĩa rẽ phải vào đường D à? Đúng rồi, cháu D qua D sang bên kia sông rồi chào cháu. Ôi cái đường D tôi đi hai lần đường, bây giờ không biết thế nào. Bây giờ ngon rồi chú, bây giờ đi ô tô vèo vèo. Trước đi khổ nhỉ? Lái xe vào là khổ. Trước khổ lắm. Bây giờ đường nhựa hết, trước là đường bê tông. Alo, bây giờ giải nhựa luôn. Alo, thì đóng vào trước đó. Trận đấu tiếp tục. Vâng. Anh ấy có một cô bồ giáo viên. Úi giời, kênh mình hôm nay bao người xem rồi, được lúc cao nhất là 920 bác rồi anh ạ. Dạ cháu ơi, mày đến không xem đâu đó. Mấy người trong các nước à? Chán thật đây này, sang bên này này cháu. Đi đi. Nào Thắng ơi, cố lên, làm gì được không? Lên thôi, lên thôi. Tiếc quá nhỉ. Nổi được rồi, nhưng mà chưa phải miếng đánh nên là trọng tài bước chân. Anh ơi, anh làm ơn cho em xin cái góc đấy vì
đầu anh che hết màn hình rồi. Anh ngồi sang cột đi. Trở lại trong cột. Hai đôi là bên dưới. Trận đấu tiếp tục. Ngồi lùi hẳn xuống hồ cho chị nhờ đi em ơi. Thôi được, ngồi đấy được, ngồi đấy rồi còn gì nữa. Ngồi dựa vào cột đi. Ngồi dựa vào cột đi. Rồi tiếp tục trở lại với trận đấu của ông đồ Nguyễn Thế Thắng của chiều ngày hôm nay. Quán tiếp cho phản ánh vừa rồi các bạn là Nguyễn Thế Thắng không đủ lực để mà nấc được hai chân lên cao một thêm một tí nữa mới cao thêm một tiếng cái đó sập nguồn đúng là xe. Bây giờ hai đội đã tới những tập công bố kết quả trận thi đấu vừa qua và trận thi đấu ở thành nhì đô Nguyễn Thế Thắng của Hồ Trần Nghi Thắng thực hiện tất cả cho một trao bóng đây đầu tiên trong trận thi đấu của hai đô. Và rồi Khối Thanh và Beo của hai đô và thấy ok Vũ Minh Hiếu của Hà Nội. Hai đô nghe lệnh chống như này. Ông TT đứng bên phía cánh gà. Vâng, em cảm ơn bác nhá. Hai đô chuẩn bị các trọng tài. TT đứng bên phía cánh gà. Anh là quay xong trọng tài à? Quay đến trọng tài, vâng, anh ơi, trọng tài thì em cũng xin các ông rất là nhiều lần các ông di chuyển nhưng mà vì là miếng đánh phải đứng ở chỗ đấy mới bắt được. Nên là các bác xem video hoan hỉ nhé. Vì bác trọng tài quan trọng hơn mình. Trai đất Bắc, xăm mình thắng mà anh ơi. Ông xăm mình kỹ thuật thi đấu tốt hơn và đòn miếng nhiều hơn. Và lại đúng sở trường vật nổ chân anh ạ. Nên là chắc chắn là ông xăm mình là ông Nguyễn Thế Thắng. Ông Đô Nguyễn Thế Thắng. Trong vật sẽ gọi là ông Đô. Các bác nhá. Vâng, Nguyễn Thế Thắng. Hai lần đổi. Và hai đô và đưa tới những tôi công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Quá tuyệt vời, Nguyễn Thế Thắng đã giành giải ba buổi chiều ngày hôm nay. Hai lần đổi chân rồi. Quá hay. Trận thi đấu ở giải nhì đô Nguyễn Thế Thắng trang phục cố đỏ ba cám. Quá tiếc cho ông đồ đến từ Hà Nội. Thôi hơn mình mới được thắng, đúng không? 80%. Hai lần nhấc bổng lên. Trước đã được rồi. Lần trước là người ta nhảy chân lên, người ta thoát đoàn thôi. Rồi xin thông báo. Hiện nay thế giải nghề đã mất thắng. Xin mời anh Hoàng Kinh về tài giới để trao thưởng cho đô giải nghề. Quá tuyệt vời cho Nguyễn Thế Thắng các bạn. Kèo. Truyền thống thì vẫn là cái phích các bạn nhé. Đấy, nên là khi mà đấu vật thì ban tổ chức vẫn phải mua một cái phích với lại một cái cờ giải với lại một cái khăn. Đấy là của các cụ để lại. Các cụ để lại là vẫn là như thế, vẫn là theo các cụ ngày xưa. Vâng, cũng xin khán giả cho một tràng pháo tay nữa. Động viên tinh thần của gia đình anh chị Hoàng Kinh đã tài trợ cho giải 2.
xin trân trọng cảm ơn gia đình anh chị Hoàng Kim và xin chúc gia đình luôn luôn hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, thành đạt trong cuộc sống.